Rồi chào cả nhà, hôm nay mình vào trong quê chơi thì gặp một chiếc tàu đang chở vật chở cát bị mắc cạn. Rồi làm sao anh, làm sao cho nó lên? Bơm lên, máy bơm lên. À bơm lên hả? Có máy xử lý nha. Qua cầu này tới không? Dạ dạ đúng rồi, qua cầu đó tới Thành Anh Rinh đó phải không? Ừ. Qua cầu là tới luôn rồi đó. Dạ dạ. Mùa này lục bình nhiều ha. Cái ghe chở đá mạc bị mắc cạn. Làm sao để lên được đây? Trong đây thường thì ghe nhỏ họ chạy không à, ít khi nào mà có những tàu to thì vào lắm. Tại đường sông là nhỏ, thêm phần chiếc ghe này cho khẩm. Trong quê thì yên bình lắm các bạn, cảnh vật xung quanh đều rất là mát mẻ. Rồi các bạn ơi, bây giờ đang đẩy lên. Hay quá, cũng lên được rồi. Rồi cuối cùng cũng đạp lên được rồi. Trời nó hút nước ghê ha. Rồi cuối cùng cũng đạp lên được. Trời rút nước. Cuối cùng chiếc tàu cũng bơm lên được. Cái đoạn sông này hơi nhỏ mà chiếc này to quá. Các bạn xem nha, các bạn xem nó chạy qua rồi đấy ha. Mà nước nó rút nè. Để xem chiếc tàu qua được cái cầu này. Ở đây bên đây có một cái cầu nhỏ đó các bạn. Qua cầu. Qua được không? Để mình lên cầu mình quay cho các bạn xem nha. Rồi. Đang bơi qua cầu.
thiệt sức. Dư sức. Chạy con sông nhỏ này nó hút nước quá, chạy hút nước. Rồi để mình qua góc máy bên kia để mình quay cho các bạn xem chiếc tàu nó sẽ cập bến rồi nó bơm cát lên ha. Rồi giờ ghe đang cập vô, chiếc tàu đang cập vô. Trong quê mình thì thường có bơm mua cát, mua đá này kia, thường là ghe bơm lên các bạn, chứ không có xe chạy vào được. Đường này thì xe từ 7 chỗ đổ xuống thì chạy vào được thôi, đường nông thôn mà. Còn mà xe nhiều trọng tải mà lớn vào khó lắm. Thường có bơm đá mạt hay bơm cát thì thường là ghe lớn vào. Cái này chút nữa mình lên bằng gì anh? Mình khiêng lên hả? Bơm lên hả? Chút nữa mình cho các bạn xem bằng cách người ta chuyển cái đá mạt này lên bên trên nhà trên ha, bằng cách bằng bơm. Nãy mới hỏi anh đó, nó bơm. Bây giờ bơm thì nó nhẹ công hơn, nhanh chóng hơn. Sông nước ở trong miền quê mát mẻ. Buổi trưa yên bình ở trong thôn quê các bạn.
người ta sẽ đưa những cái ống đó đem lên bờ để chút nó nối vào cái ống nó truyền vào trong cái hầm cần bơm đá bụi vào trong đó. Chiều em mới làm anh. Chiều. Dạ. Thì làm buổi chiều không à? Đám buổi chiều không? Bây giờ ta đã chiều không? Không phải sáng. Mày lội xuống dưới mày bơi đồ chú mày quay gió. Con đâu biết bơi đâu. Dân trong ruộng không biết bơi thôi rồi. Không tập bơi đâu đấy chứ. Vậy mà định nó đi tắm sông không trời. Thằng này. Không biết bơi mà đi tắm sông không? Ừ. Đang dẫn đường ống cái này rồi sao? Cái này rồi bơm nước vô trong đó hả? Ừ. Có nước mới bơm lên được chứ đúng không? Không có vô nước nữa. Vô nước đó thằng vô thằng rút. À. Đó, cái ống nó lấy nước vô đó. À, còn cái ống lấy nước vô trong chiếc ghe. Còn cái ống thì nó bơm ngược lên. Chúng nó sẽ bơm nước vô trong cái ghe đó rồi xong rồi có cái máy bơm nước vô này, cái này là cái cọng dây bên đây là bơm nước vô nè, còn cái ống bên đây là mình bơm lên trên đất trên nhà. Đâu có rồi. Cuối tuần mới vào trong đây chơi. Đây là mình đang vận chuyển mấy cái ống. Để chút nữa nối những cái ống này vào cái ống bên kia, đưa trong cái hầm bên trong. Ghe này mình chở được bao nhiêu khối nè? 70 khối hả? Đến rồi không? Nhiều lắm rồi.